Cần cây bà con ơi, bà con biết hết cần cây phải không bà con? Cần cây nó rất tốt và nó mát, nó có lợi cho sức khỏe của mọi người. Nhưng mà có một số người không nên ăn. Nếu ta ăn cần cây vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Đó là những người có bệnh thận. Chúng ta không để nước ép quá 24 giờ nha bà con. Cần cây không dùng. Bệnh thận, bệnh cao huyết áp, dưa chuột, người lớn ăn nghêu sò, hàu biển, thịt thỏ, ba ba, cà rốt, ba bầu, bệnh ngồi da của nam giới là không sử dụng được cần tây. Cần tây không ăn được là người có bệnh thận và cao huyết áp. Nha bà con, ba bầu nha bà con, người bệnh ngồi da nam giới, cần tây không ăn được là người có bệnh thận, người cao huyết áp. Đây, ba bầu, bệnh ngồi da và nam giới đó. Cho nên là những người có bệnh ngồi da hay là nam giới bị yếu sinh lý thì cũng không nên ăn, bởi vì cần tây nó tốt, nó có nhiều nước nên nó rất là lợi tiểu, tốt cho thận. Uống vào buổi sáng ngủ dậy trước khi ăn 30 phút, nó ngăn ngừa được táo bón, đầy hơi, trào ngược, mụn trứng cá, giảm viêm tim mạch, ung thư, giải độc cho cơ thể. Nên uống chỉ 250g một ngày, không quá 250g một ngày. Nếu ta uống liền 6 ngày thì chúng ta nghỉ một ngày rồi mới uống tiếp cần tây. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.